Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 40 Luyện tập trung, vở bài tập môn toán lớp 2, bộ sách Cánh diều. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 66 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với cái bài thứ nhất này. Thì yêu cầu này, điền cái số nào. Chưa? Như vậy ở đây mình có cái hình đầu tiên này. Câu A nhá. Gạo này. Đấy, vậy thì người ta để gạo lên trên một cái cân. Đó, và cái cân này chúng ta thấy có cái chỉ số này. Vậy ta hỏi này, túi gạo cân nặng bao nhiêu kg? Đây, các em nhìn vào đây thôi. Đấy, chúng ta nhìn đây chúng ta sẽ biết được túi gạo này cân nặng mấy đây. Các em có thể sử dụng cái thước này chúng ta đo này. Đó. Như vậy số mấy đây các em? 5 đúng không? Đấy, vậy thì mình sẽ điền đây là mấy? 5 kg. Được chưa? À. Rồi. Tương tự này. Bạn Lan cân nặng bao nhiêu kg? Đấy, vậy mình nhìn vào đây mình thấy rồi. Cân này, đây cân y tế đúng không nào? Đó, và chỉ số đây bao nhiêu gam? 20 mấy? 20, 25. Xong chưa? Rồi. Câu B nè. Ở đây chúng ta có một cái can 10 lít, hai cái bình, mỗi một bình 3 lít nè. Được chưa? Đây là những cái chai, mỗi một chai là bao nhiêu? 3 lít. À, 2 lít nữa. Vậy ta hỏi là gì? Tổng số ở đây là bao nhiêu lít này? Vậy thì muốn biết được thì chúng mình sẽ thực hiện phép tính gì đây các em? Cộng hết nó vào đúng không? 10 lít này trong một cái can này, đúng chưa? Cộng với mấy? 3 lít này. Được chưa? Cộng với 3 lít nữa này. Rồi. Cộng với mấy đây các em? Cộng 2 lít. Cộng 2 lít. Cộng tiếp với mấy? 2 lít nữa. Đó. Như vậy chúng ta nhẩm thôi. 10 cộng với 3, 13. 13 cộng với 3 là 16. 16 cộng 2, 18. 18 cộng với 2 là bao nhiêu? 20. 20 cộng với 2 là 20 mấy? 22. Vậy đây mình sẽ điền là 22 lít. Xong chưa? Rồi, bài số 2 nhá. Quả sầu riêng cân nặng bao nhiêu kg? Đấy, như vậy ở đây mình nhìn thấy nè. Cân đĩa có 2 cân, 2 cái đĩa cân. Đĩa bên này nè là một quả sầu riêng và một cái quả cân 1 kg. Và bên này là 2 quả cân. Mỗi một quả cân là mấy? 2 kg. Vậy thì muốn tính được là cái quả sầu riêng này nặng bao nhiêu này, chúng ta sẽ thấy đây nè. 2 kg với 2 kg là mấy đây? 4 kg đúng không? Vậy quả sầu riêng cộng với 1 kg thì sẽ bằng bao nhiêu? 4 kg. Muốn tính quả sầu riêng không thì chúng ta chỉ việc lấy 4 kg này trừ đi cái quả cân 1 kg. Đúng không? Vậy thì 4 trừ đi 1 sẽ là mấy? 3 kg. Vậy mình sẽ trả lời quả sầu riêng cân nặng 3 kg. Xong chưa? Đó. Rồi, câu B. Chiếc can đang đựng 5 lít nước. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa thì đầy can? Đấy, như vậy thì chúng ta thấy nè. Chiếc can này này, tổng dung tích của nó là mấy? 10 lít. Mà bây giờ nó mới chỉ có mấy thôi? 5 lít. Vậy thì mình muốn biết đổ thêm bao nhiêu nữa thì chúng ta sẽ lấy cái gì? 10 nè. Trừ đi 5. Đúng không? Vậy thì 10 lít trừ đi 5 lít thì sẽ cần thêm mấy lít nữa các em? 5 lít nữa. Vậy phải đổ thêm 5 lít
nước nữa thì sẽ đầy đầy can. Xong chưa? Rồi, sang bài tiếp theo nhé. Bài số 3. Đây, phải mở cuốn sách này. Em hãy quan sát cân và cho biết em bé cân nặng bao nhiêu kg. Biết mẹ cân nặng 63 kg. Rồi, vậy mình nhìn ở đây, mình thấy nè, cả mẹ và em bé này nặng bao nhiêu đây? 70, đúng không? Đó, mẹ và em bé là nặng 70 cân rồi. Vậy thì bây giờ nè, muốn tính số cân của em bé, ta sẽ lấy cái số cân của mẹ và em bé là 70 này, trừ đi gì? Cân nặng của mẹ, trừ đi 63. Vậy thì 70 trừ 63, các em nhẩm cũng được rồi đúng không? Mấy đây? 7, đúng không nào? Vậy thì em bé cân nặng 7 kg. Xong nhá. Bài số 4. Buổi sáng cửa hàng bán được 35 lít sữa. Buổi chiều cửa hàng bán được nhiều hơn buổi sáng 15 lít sữa. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít sữa? Đấy. Như vậy mình nhìn thấy đây, các em có thể xem cái sơ đồ này. Buổi sáng này, sơ đồ nhá. Buổi sáng này bán là bao nhiêu? 35 lít. Đây, ví dụ 35 lít. Buổi chiều bán được nhiều hơn. Đây, buổi chiều. Tức là gì? Nó đã bán được bằng cái số buổi sáng ấy nè. Nhưng mà lại nhiều hơn bao nhiêu nữa? Nhiều hơn 10, 15 lít đây nữa nè. Đấy. Vậy thì hỏi buổi chiều bán là bao nhiêu lít? Đấy. Được chưa? Vậy thì chúng ta nhìn vào đây, chúng ta biết xác định phép tính gì rồi. À, chúng ta sẽ lấy số lít sữa buổi sáng cộng thêm số gì? Nhiều hơn. Sẽ ra số lít sữa bán được ở buổi chiều. Rồi, bây giờ người ta hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít sữa, thì chúng mình sẽ trả lời số lít sữa. Số lít sữa này buổi chiều, số lít sữa buổi chiều cửa hàng bán được là 30. Được chưa? Hoặc là các em có thể lập luận là gì? Buổi chiều cửa hàng bán được số lít sữa là, cũng được, 35 là số lít sữa của buổi sáng cộng số nhiều hơn 10, 15. Đấy, như vậy chúng ta cộng cho thầy 35 này cộng 10, 15 này. 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 1 này nhớ 1 là 2. Vậy thì 3 cộng 2 là 5. Chúng ta sẽ bán được 50 lít. Được chưa? Và chúng mình ghi đáp số. Như vậy thì buổi chiều bán được là 50 lít sữa. Được chưa? Xong nhá. Rồi, bài số 5. Kể tên một số đồ vật trong thực tế có thể chứa đầy được 1 lít, 2 lít, 3 lít, 10 lít, 20 lít. Đấy, vậy thì cái phần này các em có thể tự làm nha. Và dựa theo cái gợi ý đây này. Đó, ví dụ đây nè, là cái chai này có thể là chai nước mắm hoặc là chai gì đó, đúng không? Chứa 1 lít này, đúng không? Đấy, cái bình thủy nè, hay là phích nước nè, 2 lít nè. Rồi, cái ấm siêu tốc 3 lít, đúng không?
Đây là cái gì? Đây là cái cũng là cái bình thủy đúng không? Đấy, chứa có thể là 10 lít này. Và đây là cái bình bình nước lọc á. Bao nhiêu? 20 lít. Đấy, vậy thì cái phần này các em có thể tự tìm hiểu ở trong thực tế để chúng mình điền cho nó hoàn chỉnh nha. Và đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn đang học trung lớp, trung trường nha.